Thưa quý vị, dụ ong rừng thành ong nhà, đó là cách mà nhiều người dân miền núi ở các huyện Hương Khê, Hương Sơn thực hiện khi muốn phát triển đàn. Ong rừng về làm tổ ở vườn nhà thường sống khỏe, cho mật nhiều và chất lượng tốt. Đây có thể nói là một giải pháp không chỉ rẻ tiền mà còn thỏa mãn niềm đam mê của những người nuôi ong. Vậy bí quyết dẫn dụ là như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện sau. Đây là những ống gỗ dài chừng 40-50cm được anh Nguyễn Văn Thao ở thôn Lâm Phúc, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn dùng làm mồi treo quanh gốc cây của trang trại. Mục đích là để dụ đàn ong rừng về nuôi lấy mật. Anh Thao cho biết muốn dụ được ong rừng phải có kỹ thuật và phải biết nắm bắt quy luật. Thông thường từ tháng 9 âm lịch khi trời bắt đầu se lạnh chính là lúc những đàn ong ruồi sống tự nhiên trong rừng di cư đi tìm chỗ trú đông. Lúc này, những người thợ như anh Thao sẽ chuẩn bị sẵn các ống gỗ treo ở gốc cây và vượt màn để tìm ong sứ. Con ong đầu đàn làm nhiệm vụ đi tìm nơi ở mới. Sau khi dụ được ong sứ tìm đến xung quanh ống gỗ, người dụ ong sẽ dùng vợt bắt hoặc nhử ong sứ bay vào phía trong và bịt kín khoảng 3 phút rồi mở ra. Tiếp đó, ong sứ sẽ bay đi một lúc rồi kéo cả đàn về làm tổ. Con ong sứ nó có chấp nhận cái ong của mình hay không thôi, là do con ong sứ đấy. Khi nó chấp nhận cái ống, có những ống nó không đạt tiêu chuẩn nó vào nhá, mình bắt vào trong đấy, nhưng sau đấy nó sẽ không về nữa, nó bỏ đi luôn. Còn là cái ống khi nó bỏ đi thì cái ống này là không đạt tiêu chuẩn nó không ở. Còn cái ống đạt tiêu chuẩn nó về là bắt đầu kéo ví dụ 5-7 con về, xong 10 con về, 20 con về, xong nó là bay đi, đàn là bay cắt hết đi, rồi là nó cắt hết sạch thì là quay lại lần nữa là nó về. Theo chia sẻ của anh Thao, thời điểm mưa xong, trời chuyển lạnh thường có nhiều ong sứ đi tìm tổ. Để dụ được ong sứ ở lại, đòi hỏi các ống gỗ phải đảm bảo tiêu chuẩn như làm bằng gỗ mít, ống phải đẹp, không gồ ghề, không có mùi lạ. Sau khi hoàn thành việc dụ ong, người nuôi sẽ tách ra ống to hơn để nuôi lấy mật. Hiện tại, xung quanh trang trại và vườn nhà anh Thao có khoảng 15-20 ống nuôi ong rừng được nuôi tự nhiên. Mỗi năm có thể khai thác mật từ 2-3 lần với giá bán 300.000 đồng một lít. Đây là nguồn thu nhập đáng kể cho người dân miền núi xã Sơn Lâm. Anh em tụ tập nhau đi với nhau đấy, gọi là bộ năm anh em hoặc là 6-7 anh em tụ tập nhau. Có thì là hai anh em, có thì một anh em một mình cùng đi. Là chủ tranh thủ từ 10 giờ trưa cho đến tầm 2 giờ chiều thôi. Khi hết việc rồi là bắt đầu đi làm buổi trưa, có thể không ăn cơm, đi đam mê là đi thế đó, cùng bán nhiều. Còn lại mình cũng gọi là đam mê như anh em bảo là nhiều khi mình đi đó, anh em bảo là dàn để tổ thì mình bắt về có thể mình để cho người ta. Cái việc bắt ong đấy là có vừa chơi vừa có thu nhập. Người dân ở đấy về mùa này chủ yếu cùng hay đi bắt ong này. Bắt được một tổ là bán gờ 4-5 tấm. Tùy theo tổ đóng với tổ ít. Tổ ít là 3-4 tấm. Tổ đóng là 5 tấm. Nghề nuôi ong lấy mật đang phổ biến tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Có nhiều cách để nhân đàn, phát triển đàn. Và cách dụ ong rừng thành ong nhà của người dân miền núi Hương Sơn là một trong những cách làm độc đáo, rẻ tiền, cho chất lượng đàn tốt. Việc dẫn dụ ong cũng là cách để thỏa mãn niềm đam mê, không những vậy mà còn mang lại nguồn thu nhập khá.